chào cả nhà mình. Hôm nay Tâm Hằng xin chia sẻ với tâm sự của Tâm Hằng là chứng đau đầu. Hiện tại giờ Tâm Hằng ngủ rất là ngon, nhờ được rồi mình đã uống đều đặn Sovaquone nhị hoa nghệ tây. Nhưng mà không hiểu hôm qua làm sao mà mình đau đầu thế. Hôm qua là ngày mình đi làm đau đầu không chịu được, thế mới bảo là thôi để nhờ người cạo gió cho mình, vì mình cứ đau đầu cạo gió là khỏi. Thế xong thì nhớ ra là bạn Phương Ngọc, bạn có bảo là khi nào trong người mẹ cảm thấy có vấn đề gì mẹ hãy gọi điện cho con, thì lúc đấy mình mới bảo thế thôi gọi điện cho bạn Phương Ngọc xem sao. Thì gọi điện cho bạn Phương Ngọc, bạn Phương Ngọc bảo là mẹ lấy 20 nhị hoa mẹ pha vào một cái ấm nước này, mẹ pha vào nước lắm, sau đó mẹ rót ra và mẹ uống liên tục. Mẹ uống liên tục cho con, nếu mà có lắm thì mẹ vừa uống vừa thổi. Nên mình pha vừa xong thì nó cũng ấm ấm rồi thì không phải thổi. Còn nếu mà vừa nóng vừa các bạn vừa thổi. Mẹ uống liên tục cho con, mẹ uống dài rác. Thì tự nhiên cái chứng đau đầu của mẹ nó sẽ giảm dần đi, nó sẽ giảm dần đi được. Thì đúng y như rằng là như thế. Điều đặc biệt là rất là đặc biệt là một cái tiên dược rất là tốt. Mình uống khoảng 2-3 cốc này tự nhiên nó giảm đau đầu đi, mà mình phấn chấn lên, mà không phải đánh gió mà không phải uống thuốc tây nữa. Là buổi chiều hôm đấy mình lại tiếp tục mình đi cả ngày một công việc rất là vất vả, nhưng mà mình lại làm được hiệu quả. Mình xin chia sẻ với các bạn như thế, vì hiện tại giờ mình không phải uống thuốc tây nữa. Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chia sẻ với Tâm Hằng nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả, một tuần được an lạc nhé. Xin chào.